corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình, và giữ ý thức nhà vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, chiều ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, bậc cha mẹ học sinh cùng các con yêu quý. Cũng lâu lắm rồi cô trò chưa được gặp nhau vì các con phải nghỉ học ở nhà do dịch bệnh Covid-19 đang lan tràn trên khắp thế giới. Và các con phải tự hào rằng Việt Nam của chúng ta là một trong những nước đang kiểm soát rất tốt về dịch. Ở trường mầm non Quảng Bị của chúng mình, nhà trường đã chuẩn bị rất đầy đủ các vật dụng y tế và môi trường vệ sinh sạch sẽ để sẵn sàng chào đón các con đi học trở lại. Để chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, các cô trong chi đoàn trường mầm non Quảng Bị sẽ có những hành động và việc làm ý nghĩa để đem sức trẻ chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nhất là trong thời gian gần đây, khi mà dịch bệnh Covid đang diễn biến vô cùng phức tạp, thì việc rửa tay thường xuyên trong ngày với xà phòng là rất quan trọng. Vậy việc rửa tay đúng cách hay còn gọi là rửa tay cho sạch là như thế nào? Thì sau đây, các bậc cha mẹ học sinh cùng các con sẽ cùng tham khảo các cô giáo trong chi đoàn mầm non sẽ hướng dẫn chúng mình 6 bước rửa tay thường quy đúng cách của WHO với xà phòng và nước sạch. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Bước 1, làm ướt tay bằng nước. Lấy xà phòng và chà đều hai lòng bàn tay vào nhau, sao cho xà phòng phủ đầy hai lòng bàn tay. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.
thao tác này chúng mình nhớ thực hiện trong 5 lần. Trong khoảng thời gian là 30 giây nhé. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh kẽ trong các ngón tay. Và bây giờ là bước thứ 4, chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước số 5, dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại. Bước thứ 6, xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Lưu ý các bước 2, 3, 4, 5, thời gian tối thiểu thực hiện cả quy trình là 30 giây và lặp đi lặp lại động tác 5 lần. Sau cùng, chúng ta sẽ rửa sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay, rồi búng nhẹ tay cho hết nước. Sau đó, chúng mình nhớ khóa vòi nước lại để nước khỏi lãng phí các bạn nhé. Cho tay